10 điểm review. Xin chào các bạn, chàng trai này có siêu năng lực điều khiển tất cả vật sống bằng suy nghĩ. Hãy nhìn xem, anh đang bị truy đuổi bởi một con quái vật khổng lồ. Anh bỗng dừng lại rồi nhìn vào nó. Sâu cát khổng lồ liền bị sức mạnh tinh thần của anh điều khiển, sau đó nó lặn xuống cát rồi rời đi. Anh chỉ cần nói một câu, người đối diện liền vô thức đưa ly nước cho anh chàng. Kẻ thù cũng phải bị năng lực của anh điều khiển. Vậy anh chàng này là ai thì cùng theo chân 10 điểm review theo dõi bộ phim này nhé. Đây là những chiến binh tinh nhuệ của hành tinh cát Arrakis. Vùng đất của họ bị tộc người Harkonnen hùng mạnh chiếm giữ. Bọn chúng khai thác hương dược, một vật liệu quý hiếm chỉ được tạo ra ở xứ cát. Những chiến binh của Arrakis đã chiến đấu hết sức mình trong nhiều ngày liền vẫn không thể đoạt lại được hành tinh của mình. Và rồi bỗng một ngày, tộc Harkonnen bị hoàng đế cho lệnh rút khỏi đấy. Tạm gác lại việc này, chúng ta cùng đi đến hành tinh Caladan của tộc Atreides. Chàng thanh niên đang nằm ngủ là nam chính của bộ phim Paul Atreides. Anh luôn có một giấc mơ kỳ lạ về xứ cát, ở đó thường xuất hiện một cô gái bên cạnh Paul. Nam chính sau khi tỉnh dậy đang ngồi ăn sáng cùng mẹ, bà bắt anh phải luyện tập một kỹ năng đặc biệt, dùng giọng nói để điều khiển tẩy não người đối diện. Do mẹ Paul thuộc giáo phái Bene Gesserit nên anh cũng thừa hưởng kỹ năng ấy từ người mẹ của mình. Paul sử dụng lên chính người mẹ khiến bà thoáng chốc bị điều khiển đưa ly nước cho anh. Bà muốn anh chàng phải luyện tập thật thường xuyên khả năng này. Tuy nhiên thứ mà Paul thích nhất lại là nghiên cứu về vùng đất Arrakis, nơi mà chỉ có những chiến binh người Fremen có thể thích ứng và sinh sống cực tốt. Như tôi đã nói ở trên, tại Arrakis chứa đựng một dược liệu quý hiếm, đó là hương dược. Nó có thể kích thích bộ não đến mức cực hạn, nhìn thấu được tương lai. Những người lái tàu không gian của đế chế phải sử dụng loại hương dược này, nếu thiếu đi nó sẽ không thể hoàn thành những chuyến du hành vũ trụ. Chiếc tàu không gian khổng lồ đáp xuống hành tinh của Caladan, một đoàn người đi ra bao gồm sứ giả của hoàng đế cùng với một người phụ nữ của giáo đoàn Bene Gesserit. Ra là hoàng đế vừa đưa ra sắc lệnh cho tộc Atreides đến cai quản vùng đất Arrakis. Người đàn ông này là công tước Leto Atreides, cha của nam chính. Ông bước lên đồng thuận với quyết định của hoàng đế, ông dùng chiếc nhẫn trên tay của mình để đóng dấu vào sắc lệnh. Đây là Duncan, thầy dạy võ cho Paul, đang chuẩn bị cho chuyến thăm dò Arrakis. Paul đến nói với sư phụ của mình anh luôn có giấc mơ Duncan sẽ chiến đấu, nhưng kết quả là Paul muốn đi theo để có thể giúp đỡ cho Duncan, tuy nhiên ông hoàn toàn không đồng ý vì lúc này Paul còn non và xanh lắm. Hôm sau Paul cùng cha mình đã có một cuộc trò chuyện, công tước bảo rằng sự việc tiếp quản xứ cát lần này không hề đơn giản. Đây là âm mưu của hoàng đế khi mà gia tộc Atreides đang dần lớn mạnh, khiến ông ta cảm thấy cán cân quyền lực của mình bị đe dọa. Việc để cho gia tộc của Paul đến đó nhằm tạo ra sự đấu đá với gia tộc Harkonnen vừa bị hoàng đế đưa ra khỏi xứ cát. Công tước Leto mong muốn Paul hãy cố gắng rèn luyện vì chuyến đi này rất nguy hiểm. Trong thời kỳ của Paul, con người sử dụng công cụ này để có thể bật một lá chắn từ trường xung quanh cơ thể. Lá chắn này có thể làm chậm tất cả các đường đạn bắn đến khi chạm vào nó. Cho nên tất cả chiến binh đều sử dụng các vũ khí cận chiến để chiến đấu hiệu quả hơn. Paul luôn phải luyện tập để có thể trở thành một chiến binh mạnh mẽ đứng đầu gia tộc, bởi trọng trách trên vai của anh là rất lớn. Còn đây là hành tinh Giedi Prime, nơi mà gia tộc Harkonnen cai trị. Tên tướng quân đang báo cáo lại với nam tước việc quân đội của Harkonnen đã hoàn toàn rút khỏi Arrakis. Hắn ta rất tức giận về việc bị hoàng đế cho rời khỏi đấy. Tuy nhiên nam tước lại rất bình tĩnh, dường như ông biết ý đồ của hoàng đế, đó là muốn mượn sức mạnh của tộc Harkonnen để hủy diệt gia tộc Atreides. Trở lại với Paul, anh lại mơ thấy cô gái người Freeman thì bỗng mẹ của Paul gọi anh dậy. Bà muốn anh đi gặp mẹ trí tôn Gaius Helen Mohiam, người có địa vị rất cao trong Bene Gesserit. Mẹ trí tôn muốn biết về những giấc mơ của Paul. Anh được bác sĩ Yueh kiểm tra sinh khí. Bác sĩ nhắn nhủ một vài điều với Paul rồi bảo hãy thật cẩn trọng. Mẹ anh đưa đến căn phòng sau đó rời đi. Helen Mohiam chỉ dùng giọng nói đã khiến cho Paul vô thức bước đến rồi quỳ xuống. Bà ta lấy ra một chiếc hộp rồi bảo Paul đưa tay vào trong. Mẹ trí tôn muốn Paul chịu đựng nỗi đau mà chiếc hộp mang đến. Nếu anh chịu không được mà rút tay ra thì Paul sẽ chết ngay tức khắc. Tuy nhiên bằng sức mạnh của nhân vật chính thì cái thử thách này chỉ là mũi đối với anh mà thôi. Thế là Paul hoàn thành rồi lấy tay ra khỏi chiếc hộp. Bà gọi mẹ của Paul vào rồi hỏi Paul về những giấc mơ. Sau đó mẹ trí tôn rời đi cùng một lời chúc mong cậu có thể sống sót. Trên đường về tàu không gian, mẹ trí tôn liên tục trách mắng Jessica. Bà bảo Jessica đang dạy cho con trai không đúng với phương pháp của hội Bene Gesserit. Hội mong muốn bà sinh ra một đứa con gái thay vì con trai. Tuy nhiên Jessica cho rằng Paul trong tương lai sẽ trở thành đấng tối cao có sức mạnh kết nối không gian và thời gian. Tất cả chuyện này Paul đã vô tình nghe được. Anh khá phẫn nộ khi biết mình lại là một công cụ ngầm thao túng chính trị. Ngày hôm sau Paul cùng gia tộc của mình cũng đặt chân đến vùng đất Arrakis. Các tướng lĩnh đã đợi sẵn chào đón Paul cùng mẹ của anh chàng. Howard dẫn họ cùng đi đến trực thăng để di chuyển. Paul đi qua dòng người tại vùng đất này, họ đồng thanh gọi nam chính là đấng cứu thế. Jessica giải thích họ đều cho rằng Paul chính là vị cứu tinh của họ. Paul ngầm hiểu hội Bene Gesserit đã truyền đạo tín ngưỡng cho người dân ở đây từ rất lâu. Thế là họ đã bay đến những bức tường thành khổng lồ bảo vệ thành phố trước lũ sâu cắt, những công trình vô cùng đồ sộ và đầy tính nghệ thuật. Phía của tòa thành, công tước Leto đang quan sát từng nơi trọng điểm. Ông bảo với một tướng lĩnh của mình phải bảo vệ thật cẩn thận những vị trí ấy. Còn Paul thì đang đi xung quanh để tìm hiểu thì thấy một thanh niên đang tưới nước cho những cây trà là khổng lồ. Anh bảo tại sao không đốn bỏ nó khi nơi sa mạc việc thiếu nước vô cùng trầm trọng. Anh ta nói rằng đây là những vật linh thiêng và tồn tại từ rất lâu đời, không thể đốn nó. Paul biết rằng những người ở đây đang cực kỳ mê tín điều này, anh có vẻ không thích mấy. Paul trở về phòng xem các tư liệu về vùng Arrakis. Nơi đây tồn tại một sinh vật gọi là sâu cát, bọn chúng có thể dài đến tận 400 mét, chúng rất nguy hiểm. Trong khi anh đang quan sát các loài sinh vật của vùng đất này thì vô tình phát hiện một con vật đang hướng về phía mình. Nó lao với tốc độ cực nhanh vào mắt của Paul nhưng anh kịp thời tránh đi rồi phá hủy nó bằng tay không. Ra đây là một tiểu ma đao, một loại vũ khí dùng để ám sát. Người điều khiển rất có thể đang ở gần căn phòng của Paul. Nhanh chóng họ đã tìm thấy tên sát thủ lẫn trốn trong ống thoát nước để điều khiển tiểu ma đao. Cùng thời điểm này tại hành tinh của Harkonnen, mẹ Trí Tôn theo lệnh của hoàng đế đã đến gặp Nam Tước. Bà nói với hắn việc hoàng đế sẽ trợ giúp binh lực để tiêu diệt gia tộc Atreides. Tuy nhiên bà ta muốn Nam Tước phải tha mạng cho mẹ con của Paul. Hắn ta liền đồng ý với mẹ Trí Tôn. Nam Tước muốn hành tinh Arrakis sẽ lại một lần nữa nằm trong tay của tộc Harkonnen. Trở lại với gia tộc Atreides, họ đang đi đến các bể chứa hương dược. Sau khi bọn Harkonnen rời đi chúng cũng đã phá hỏng nhiều thứ khiến cho việc khai thác hương dược diễn ra rất chậm. Đang trong lúc bàn tính thì một phi thuyền đáp xuống tòa thành. Ra đó là Duncan, một chiến binh mạnh mẽ nhất của tộc Atreides, cũng là sư phụ của Paul. Duncan vừa trở về sau thời gian khám phá vùng đất Arrakis này, anh đã có khoảng thời gian sinh sống và chiến đấu với người Fremen. Ông đã mời về được Stilgar, một trong những thủ lĩnh của các chiến binh Fremen. Công tước Leto mong muốn được hợp tác chiến đấu với người Fremen. Tuy nhiên Stilgar đã từ chối vì những áp bức bóc lột mà người Fremen đã phải chịu bởi những người cai trị trước. Paul cũng ngỏ ý muốn Stilgar ở lại, nhưng ông chỉ bảo tôi biết cậu là ai rồi rời đi. Ngày hôm sau họ có cuộc gặp mặt với tiến sĩ Liet Kynes, bà được hoàng đế đưa đến để hỗ trợ cho công tước. Bà điều chỉnh lại sa phục cho những người ở đây. Đây là một loại trang phục rất đặc biệt, nó sẽ tái tạo lại nước mà cơ thể tiết ra như mồ hôi rồi dùng nó làm mát cơ thể của người mặc. Tiến sĩ rất bất ngờ khi Paul mặc sa phục rất đúng cách, chị ta bảo bộ trang phục này có vẻ sinh ra là dành cho cậu. Thế là họ cùng nhau di chuyển đến nơi khai thác hương dược, một cỗ máy Sandcrawler đang hoạt động hết công sức để thu hoạch hương dược. Bất ngờ hơn khi một con sâu cát khổng lồ đang di chuyển cực nhanh đến chỗ họ, các cỗ máy khổng lồ để đưa hương dược về lại gặp trục trặc. Thế là công tước Leto bắt đầu ra lệnh bỏ hết số hương dược đó đi và sơ tán mọi người khẩn cấp. Paul cũng rời khỏi trực thăng để đi kêu gọi mọi người bỏ chạy. Nào ngờ khi tiếp xúc với nồng độ cao của hương dược khiến Paul rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. May mắn là Duncan kịp thời đi đến gọi cậu tỉnh dậy rồi cả hai cùng bỏ chạy thật nhanh lên trực thăng. Từ dưới lớp cát sa mạc một con sâu cát khổng lồ ngoi lên đưa cả cỗ máy khai thác hương dược vào bụng mình. Trở về công tước mắng cho Paul một trận vì tí nữa cậu đã bỏ mạng tại đấy. Jessica cũng gọi bác sĩ Yueh đến kiểm tra lại tình hình cho Paul. Yueh bảo cậu hoàn toàn bình thường, do tác động của hương dược nên thần kinh của Paul bị ảnh hưởng mà thôi. Cậu kể lại với mẹ lúc đó trong ảo giác lại thấy được cô bé người Freeman ấy, cô ta đồng hành và chiến đấu cùng với Paul. Khi này tại hành tinh của hoàng đế, một đạo quân tinh nhuệ đang được tập hợp. Thì ra bọn chúng đã cấu kết với Nam Tước nhằm mục đích triệt hạ hoàn toàn gia tộc Atreides. Trở lại với hành tinh Arrakis, những quân lính canh gác đột nhiên ngã xuống, những bức tường thành cũng bị đóng lại. Công tước Leto dường như cảm nhận được điều gì đó nên ông đi ra quan sát. Ông nhìn thấy bà quản gia của mình đang nằm trên đất, liền cho gọi an ninh nhưng không thấy ai trả lời nên tự đi đến xem tình hình. Lật bà quản gia lên thì thấy bà ta đang thoi thóp. Lúc này bỗng nhiên một mũi tên ám sát bắn ra phía sau lưng của Nam Tước. Tuy đã bật lá chắn từ trường lên nhưng do nó nằm ở vị trí phía sau khiến công tước không thể gạt nó ra kịp lúc. Leto nằm xuống ngay cạnh bà quản gia. Cùng lúc này phía ngoài đã có kẻ thù tấn công vào tòa thành của họ, không ai khác chính là đạo quân của triều đình và gia tộc Harkonnen. Một trận chiến vô cùng kịch tính đã diễn ra. Trước sức tấn công như vũ bão của kẻ thù, các chiến binh Atreides vẫn không hề trốn chạy mà kịch liệt phản công. Trở lại với công tước Leto, gã bác sĩ Yueh lại là kẻ làm ra những chuyện này. Thì ra vợ của Yueh bị tên Nam Tước bắt giữ nên ông ta đã cấu kết với hắn nhằm mục đích cứu sống người vợ của mình. Bác sĩ Yueh lấy chiếc nhẫn của Leto, sau đó gắn một chiếc răng chứa độc vào trong miệng của Leto. Chỉ cần công tước cắn vào độc dược sẽ bay ra lan tỏa ra xung quanh. Trong khi đó quân đội của Atreides dường như đã hoàn toàn thất thủ trước đạo quân hùng mạnh của Harkonnen và triều đình. Duncan lúc này đang chiến đấu một mình, rút thanh đao ra chém mấy phát đã tiêu diệt lính địch dễ như ăn kẹo. Đi vào phòng của mẹ con Paul thì không thấy ai. Duncan nhanh chóng di chuyển thật nhanh ra phía trước, hạ thêm mấy tên lính canh, sau đó lấy một chiếc trực thăng để đuổi theo tìm kiếm họ. Paul cùng mẹ lúc này đang bị đưa đến chỗ Nam Tước. Paul sử dụng năng lực thôi miên nhưng thất bại. Hắn ta đi đến đấm cho một phát, đến lần thứ hai Paul đã thành công thôi miên hắn ta. Jessica cũng tự cởi trói rồi tiễn tên lính canh đi bán muối. Cả hai người họ đã hạ cánh an toàn xuống một vùng sa mạc gần đó. Khi cả hai người cùng nhìn lại tất cả thành trì đều chìm trong biển lửa mất rồi. Khi này công tước Leto vừa tỉnh dậy, ông đã bị lột trần trụi ngồi đối diện tên Nam Tước. Bác sĩ Yueh cũng bước vào yêu cầu thả vợ của ông ra thì liền bị Nam Tước cho đi gặp ông bà ông vải. Hắn đi đến gần công tước Leto, nói rằng sẽ tiêu diệt tận gốc gia tộc Atreides. Vừa thấy Nam Tước gần mình, Leto liền cắn răng thật chặt để độc tỏa ra khắp căn phòng, rất nhiều thuộc hạ của Nam Tước đều ngã gục. Trở lại với Paul thì ra trước khi bị đưa lên máy bay bác sĩ Yueh đã đưa chiếc nhẫn của Leto lại cho anh. Dường như hai mẹ con cũng ngầm hiểu được công tước đã bỏ mạng mất rồi. Trong căn lều trú ẩn, Paul vô tình tiếp xúc với một ít hương dược khiến anh nhìn thấu đến tương lai. Lại là cô gái người Freeman mỉm cười với anh. Một cuộc thánh chiến giữa các hành tinh đã diễn ra. Đạo quân lớn mạnh dương cao lá cờ của tộc Atreides, không ai khác họ được dẫn đầu bởi Paul. Tất cả những ảo cảnh kia khiến Paul sợ hãi. Jessica lao đến ôm Paul để giúp anh có thể bình tĩnh trở lại. Sáng hôm sau Paul dùng máy sới cắt để đi lên phía trên. Vô tình lại gặp mặt Duncan, ông dẫn hai mẹ con lên trực thăng, ở đó có thêm tiến sĩ Liet Kynes. Tiến sĩ dẫn họ đến khu thử nghiệm sinh thái củ để lẩn trốn. Nào ngờ một nhóm quân đã phát hiện và tấn công vào nơi này. Duncan không suy nghĩ nhiều, một mình anh đi ra rồi đóng cánh cửa lại, sau đó lao thẳng vào nhóm quân địch mà tấn công. Khả năng chiến đấu của anh không có gì phải bàn cãi. Tuy nhiên do số lượng quân địch là quá đông khiến Duncan cũng không trụ nổi, thế là anh đã bị hạ gục như trong giấc mơ mà Paul từng kể với anh. Nhưng khoảng thời gian đó đã đủ cho Paul và Jessica đi đến trực thăng để trốn thoát. Paul cùng mẹ bay ra khỏi vùng đất này, còn tiến sĩ quyết định ở lại. Bà dùng một thiết bị tạo ra những chuyển động kêu gọi sâu cát. Những quân lính của triều đình đuổi đến vì bà đã phản bội hoàng đế, nhưng rồi tất cả đều bị nhấn chìm trong vũng xoáy cát mà sâu cát đã tạo nên. Trong khi đó, Paul đang điều khiển trực thăng vượt qua cơn bão cát. Cho dù động cơ có phần bị hỏng thì với hào quang nhân vật chính thì anh vẫn thành công rời khỏi cơn bão ấy. Khi này tại hành tinh của Harkonnen, tên nam tước ấy vậy mà chỉ bị thương. Hắn ta vẫn còn sống sau khi trúng độc dược của Leto. Ông ta ra lệnh đắp chiếu tất cả những người trên vùng đất Arrakis. Paul cùng mẹ sau khi mặc sa phục vào người, họ đang di chuyển tìm nơi ở của người Fremen. Một con sâu cát khổng lồ bất ngờ ngoi lên, tuy nhiên nó chỉ nhìn mẹ con của Paul một lúc rồi lại đi xuống dưới lớp cát sa mạc. Sau thời gian tìm kiếm thì họ bắt gặp được một nhóm chiến binh Fremen đang ngồi trên những tảng đá. Bọn họ muốn lấy nước từ thịt của họ nhưng Stilgar đã cản lại. Ông cho rằng Paul có thể cùng theo họ để chiến đấu, còn mẹ của anh thì không. Thế là một nhóm người lao vào tấn công hai mẹ con. Tuy nhiên Jessica vốn là một chiến binh đã từng được huấn luyện trong giáo phái Bene Gesserit, bà ta dễ dàng bắt giữ một tên lính người Freeman. Việc này khiến tất cả có cái nhìn khác về Jessica. Một người ở đó tháo chiếc mặt nạ xuống thì lại là cô gái mà Paul hay gặp trong giấc mơ của anh. Lúc này trong hàng ngũ một người tên Jamis phản đối việc cho hai mẹ con của Paul đi theo. Theo tục lệ của người Freeman, chỉ cần chiến thắng được chiến binh khiêu chiến thì sẽ được thay thế vào vị trí đó. Vậy nên Paul phải thắng Jamis để có thể đi theo nhóm người Freeman. Cô nàng này bảo rằng cũng không tin anh là đấng cứu thế. Cô tặng anh một thanh dao pha lê được làm từ răng của sâu cát vĩ đại. Anh sẽ dùng nó làm vũ khí đánh với Jamis. Do đã được huấn luyện từ khi còn nhỏ cho nên Paul vốn đã là một chiến binh cực mạnh rồi. Việc hạ gục Jamis là vô cùng dễ dàng đối với Paul mà thôi. Jamis ngã gục trước sự chứng kiến của các chiến binh Freeman, còn Paul sẽ thay thế vào vị trí của ông ta trong hàng ngũ. Cuối phim, Paul cùng mẹ đi theo tộc người Freeman đến những chân trời mới. Và đây chỉ mới là phần 1 của tiểu thuyết Dune, vẫn còn một vũ trụ khổng lồ của Dune chưa được kể đến. Bộ phim đến đây là hết rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi, nhớ like và subscribe cho 10 điểm review nhé.